Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Alo ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe touring có giảm tốc và Silverback. Đây là một mẫu xe xuất xứ từ các thương hiệu của châu Âu. Vâng. Dòng touring giảm tốc rất tiện lợi cho các bác. Đi những đường phố hoặc là đường đồi núi. Đồi đèo đồi núi đều được. Vâng. Bây giờ sẽ là đánh giá chi tiết xe. Vâng, em có lên Google tìm hiểu về thương hiệu Silverback Bike đây. Thì có rất nhiều những trang web nói về chiếc xe này. Và em đã ấn vào một trang web chính hãng. Như các bác thấy, đây là một chiếc xe xuất xứ từ các thương hiệu châu Âu. Thiết kế rất nhiều những dòng xe địa hình, xe đua có rất nhiều các bác nhé. Một website rất là uy tín. Lên YouTube thì cũng có rất nhiều những video nói về chiếc xe này, có thể lên Google search thêm về thương hiệu Silverback. Những kỹ sư thiết kế xe. Còn chiếc xe có tông màu đen, điểm nhấn là những đường chỉ sơn màu xanh rất là nổi xe. Silverback các bác nhé. Đây một dòng touring có giảm tốc, sử dụng bộ bánh lốp là 700x40c, cỡ lốp là 40c thôi nhé. Vâng, rất tiện dụng cho các bác mà đi đường phố hoặc là đi những đường đồi núi đều phù hợp. Cam inox chống rỉ. Em đánh giá chiếc xe này trên 90% bác nhé, về độ mới. Người chủ trước rất là cẩn thận, đã dán một lớp gọi là chống xước cho xe đây, chống xước thôi nhé, khung trên khung dưới đều chống xước, bóc ra sẽ rất là mới. Củ đề của siêu loa Seda và clip của Shimano luôn các bác nhé, các bác có thể thấy đây, clip của Shimano 9 tầng clip và 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Xe có giảm sóc, đây là khóa sóc đây. Đầu xe thì có logo của hãng. Xe sử dụng phun nhôm, phun hợp kim nhôm các bác nhé. Tay nắm rất là êm. Tay nắm này giúp các bác thấm mút mồ hôi. Đẹp mút. Trang bị 9 tầng lip. Và tay bấm xả của Siolo Antut. 9 tầng lip bên tay bấm lip các bác. Và 3 tầng bên tay bấm đĩa. 27 tốc độ cho các bác thay đổi. Củ đề và phanh được trang bị bộ phanh dầu thủy lực của Shimano, phanh đĩa dầu thủy lực. Shimano đây, một chiếc xe rất là mới đến từ thương hiệu của Silverback. Thương hiệu đầu tiên về tại của em, xuất xứ từ châu Âu. Và đĩa của Acera.
Đây hộp bánh trước của xe đây. Thông số là 740 cc các bác nhé. Chiếc xe rất là mới. Còn bây giờ mình sẽ đi vào đo chiều cao không đứng của xe. Xe có size đứng là 50 thôi nhé. Ngang là 57. Phù hợp các bác từ 1m65 với 1m75 đi vừa chiếc xe này. 1m77 cũng có thể đi vừa được. Xe có size khá cao. Được trang bị 9 tầng lip của Shimano. Nguyên lip. Rất tốt. Chúng ta phải một đôi đĩa 3 tầng của Shimano. Đúng đĩa. Thêm đĩa. Bánh quay rất là bon. Vâng, và vừa đánh giá xong chiếc xe Touring có giảm sóc Sleeperback. Xe được trang bị giảm sóc giúp các bác tiện dụng đi đường phố và đường đồi núi rất là hiệu quả. Chiếc xe được bán tại gần em mức giá là 9 triệu rưỡi, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm với nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn vào nút chuông để cập nhật những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng. Xin chào và mời các bác theo dõi video.